gió đông cợt liễu không trơ trọi, tuyết trắng đòi mai được cận kề. 80 chưa già đời vẫn mạnh, 4 mùa khỏe sức để thăm quê. Thi phẩm Anh về thăm quê, tác giả Trần Quốc Hòa, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cùng lắng nghe qua tiếng thơ nghệ sĩ Quốc Tuấn. Rượu ngon đầy hũ đời anh về, gió mát quanh nhà đẹp khỏi chê. Quý khách thấy lòng xuân rạo cành, soi người gán mật nguyệt ham mê. Gió đông cợt liễu không trơ trọi, tuyết trắng đòi mai được cận kề. 80 chưa già đời vẫn mạnh, 4 mùa khỏe sức để thăm quê.